Chào tất cả mọi người, hôm nay mình đi bắt ốc bu nha mọi người. Mới biết cái chỗ này, cái mưa này ốc bu cũng nhiều lắm. Vậy nhóc ở đây gì ơi. Bù đen nổi lục bình này lắm, nhiều lắm. Nước nó hơi sâu, bên này nước nó hơi sâu. Chết chứ gì vậy? Nope.
cái á chỗ chỗ cái cây á chồng kia nó con mở lên đền thấy phải không? Đâu nó nó chơi nhìn thẳng á, có không? Dạ hả? Có không? Chỗ này thấy hay nhiều nè mọi người, chỗ này nhiều hơn cái khúc đằng kia. Rồi mò được bao nhiêu rồi mọi người, rồi mình ngâm ớt muối rồi vô cho nó ngã rồi mình sẽ chế. Để tới chiều rồi bắt đầu mình rửa sạch mình đem ra hấp xả mọi người. Mình hấp xả xong rồi mình chụp làm gỏi bắp chuối để ăn cơm chiều nha. Đã chín rồi, bắt đầu cho con gái nhỏ của mình trổ tay làm gỏi bắp chuối nha mọi người.
bắt đầu mình chỉ